Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, một phần ý nghĩa của cuộc sống này chính là đến từ việc chúng ta đương đầu, xử lý và vượt qua thử thách, khó khăn trong đời. Cuộc đời này có niềm vui thì cũng sẽ có nỗi buồn, có quả ngọt thì cũng sẽ có trái đắng, có thành công thì cũng sẽ có những lúc thất bại và khó khăn thử thách. Xem tử vi tháng 9 âm lịch, các nhà tử vi học cho thấy bên cạnh một số con giáp gặp được nhiều may mắn thì có những con giáp phải chịu nhiều khó khăn trong vận trình của mình. Và con giáp tuổi Mùi là một trong số những con giáp không may mắn này. Tháng 9 âm lịch báo nhiều điều cần lưu ý trong vận trình của tuổi Mùi, từ công danh, sự nghiệp cho tới tài lộc và tình cảm. Để không xảy ra bất trắc trong tháng này và đón những vận may của mình, thì xin mời các quý vị tuổi Mùi hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tổng quan tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Mùi, có thể nói rằng tháng 9 âm lịch này không phải một tháng thuận lợi đối với những người tuổi Mùi. Những dự định bạn đặt ra từ khoảng thời gian trước đó sẽ vấp phải khó khăn nếu bắt tay vào thực hiện. Nhưng mối quan hệ cũng dần dần dễ xuất hiện vấn đề. Trên phương diện sự nghiệp, dưới tác động của cục diện tương phá, bản mệnh thường xuyên gặp những chuyện phiền phức mà nguyên nhân chủ yếu là do những mối quan hệ không hòa hợp gây ra. Công ty lục đục nội bộ, đồng nghiệp bất đồng ý kiến, kẻ tiểu nhân tìm cơ hội ám hại chính là những yếu tố lớn nhất khiến bạn dù có đặt cược mục tiêu rõ ràng cũng khó có thể đạt được thành công. Do có nhiều áp lực dồn dập, tinh thần của bản mệnh sẽ trở nên căng thẳng, mệt mỏi, không còn hăng hái như trước. Phương diện tài lộc của bản mệnh cũng không có dấu hiệu tích cực. Nguyệt lệnh lâm suy cho thấy dường như bạn đang có tư tưởng an phận, được đến đâu hay đến đó chứ không muốn tranh đấu với người khác. Vì vậy mà bạn bỏ qua những thời cơ đáng tiếc. Việc chi tiêu trong tháng này cũng khá tốn kém. Bạn không những tốn tiền để giải quyết các rắc rối cá nhân, mà còn có thể phải tốn tiền cho nhiều phát sinh bất ngờ khác. Phương diện tình cảm của bản mệnh cũng không được như ý do bạn là người nóng nảy và hiếu thắng. Dù là người trong gia đình cũng không muốn nhường nhịn. Các cặp đôi, đặc biệt là những cặp đôi trẻ, sẽ vướng phải mâu thuẫn liên miên khiến cả hai bên đều mệt mỏi. Hãy nhanh chóng khắc phục tình trạng này, nếu không mọi việc sẽ dần lâm vào bế tắc. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ những vận hạn mà tuổi Mùi sẽ phải trải qua trong tháng 9 âm lịch, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Mùi qua các phương diện. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đầu tiên, về sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Mùi sẽ vướng phải nhiều sóng gió trong khoảng thời gian này. Vì thế mà bạn cần chuẩn bị trước tinh thần đối diện với khó khăn, chớ nên lùi bước vì những rắc rối nhất thời. Hãy coi đây như một cơ hội để rèn luyện bản thân, giúp mình trở thành một người xuất sắc hơn. Trước hết, dưới tác động của cục diện tương phá, bản mệnh cần luôn chú ý đến những mối quan hệ xung quanh mình. Có thể những người bạn bè, đồng nghiệp tưởng chừng luôn thân thiết với bạn đang tìm cơ hội để đâm sau lưng bạn. Tháng 9 này, bạn không nên nhẹ dạ cả tin, nghe lời xúi giục của người khác. Trước khi thực hiện một việc gì, cần phải kiểm chứng thông tin chính xác, nếu không sẽ vướng phải rắc rối. Bạn không nên tốn thời gian để thương tiếc những kẻ đã phản bội mình vì cái lợi ích trước mắt. Hãy coi đây là một bài học xương máu để không tiếp tục mắc phải sai lầm trong tương lai. Nguyệt lệnh lâm suy cho thấy những người đã đạt được thành công trước đó rất dễ rơi vào cảnh khó khăn, rắc rối, thậm chí là xuống dốc không phanh. Do đó, dù trước đó bạn có thành công đến mức nào, bạn cũng không nên kiêu căng, tự phụ, bởi đó có thể là nguồn cơn khiến bạn rơi vào cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn. Người trẻ tuổi có thể cảm thấy lo lắng, vô định vì sự nghiệp trước mắt, chưa thực sự ổn định, nhưng bạn cần phải dành thêm thời gian suy nghĩ cho thật chắc chắn xem điều mình muốn là gì.
điều mình cần là gì để lập ra những mục tiêu rõ ràng. Thậm chí, cho dù bạn đã xác định được một lý tưởng cao đẹp đi chăng nữa, thì cũng cần nghiên cứu xem cái đích ấy có thực sự phù hợp với năng lực của mình hay không. Người làm công ăn lương cần hạn chế mâu thuẫn với đồng nghiệp và đặc biệt là cấp trên. Thương quan quấy rối cho thấy bạn vốn là người có tài năng nhưng lại quá hiếu thắng, không ý thức được hoàn cảnh giao tiếp của mình. Đừng để những lời nói thiếu kiểm soát của mình gây ra ấn tượng xấu cho cấp trên, đồng thời khiến kẻ xấu có cơ hội lợi dụng. Thứ hai, về tài lộc. Xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch của tuổi Mùi, tài lộc của bản mệnh không có nhiều điểm sáng trong suốt tháng này. Vì vậy, bạn cần chú ý cả lĩnh vực đầu tư và chi tiêu, không để đồng tiền bị tiêu tốn một cách vô ích, không mang lại lợi ích hoặc tác dụng gì. Cục diện tương phá khuyên can bạn cần hết sức cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định đầu tư. Đặc biệt, bạn không nên nhẹ dạ cả tin nghe những lời rủ rê bùi tai. Thời điểm này, tốt nhất là bạn hãy giữ kỹ những gì mà mình đang sở hữu, không nên vội vàng làm giàu, kẻo sôi hỏng, bỏng không. Người trẻ tuổi cũng không nên vì tình hiếu thắng của mình mà đâm đầu vào những công việc vượt quá sức của mình. Nếu lựa chọn công việc không phù hợp với khả năng, bạn sẽ chỉ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí thất vọng về bản thân, làm ăn không những không thu được thành quả mà còn dễ rơi vào tình trạng thua lỗ. Tháng 9 này, bạn cũng hạn chế cho người khác vay mượn, thậm chí càng là người thân quen lại càng phải thận trọng. Đừng mở hầu bao của mình một cách quá dễ dàng, nếu không thì bạn không những mất tiền mà còn mất các mối quan hệ. Tuy nhiên, dù tình hình sự nghiệp và tài lộc có không được như ý muốn thì bạn cũng chớ nên quá thất vọng hoặc buồn bã. Thái âm là cát tinh có thể làm giảm đi những tác động tiêu cực không mong muốn, đặc biệt là đối với nữ mệnh. Hãy luôn giữ trạng thái tâm lý tích cực, bạn sẽ thấy những khó khăn trước mắt không còn quá ghê gớm. Thay vào đó, xung quanh bạn vẫn luôn chẳng bao giờ thiếu những người tốt bụng, thực sự muốn giúp đỡ bạn. Thậm chí, trải qua khó khăn này, bạn sẽ nhận ra ai là người thật lòng, thật dạ mà mình cần giữ quan hệ. Thứ ba, về tình duyên. Xin chia buồn với những người tuổi Mùi bởi đường tình duyên của bạn cũng gặp phải nhiều trắc trở hơn là thuận lợi trong tháng này. Điều mà những người đã có đôi có cặp hoặc đã lập gia đình cần phải lưu ý là hãy hạ cái tôi cá nhân của mình xuống. Đừng vì nóng giận nhất thời mà nói những lời công kích nửa kia khiến đối phương phải chịu nhiều tổn thương. Còn đối với những người độc thân, vào những căng thẳng, bức bối trong công việc, khó tìm được người chia sẻ, khiến bạn luôn ở tình thế buồn bã, thường có xu hướng khép mình, không muốn mở lòng. Bạn cảm thấy việc chu toàn công việc cá nhân đã là quá vất vả rồi, mình không còn đủ thời gian để quan tâm đến người khác nữa. Trên thực tế, nếu có người xứng đáng, tin cậy, chủ động tiếp xúc với bạn, bạn cũng nên cho người ta một cơ hội. Biết đâu, tình yêu sẽ thổi một luồng gió mới khiến bạn nhìn nhận cuộc sống theo những phương diện tích cực hơn. Đặc biệt, đối với nữ mệnh, vào những thời điểm yếu lòng, bạn hãy cho người khác cơ hội để ở bên cổ vũ, động viên mình. Với những người đã có đôi có cặp, đôi bên thường mâu thuẫn với nhau trong rất nhiều vấn đề, từ nhỏ tới lớn. Đó là nguyên nhân chính khiến bạn cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi đã về tới nhà của mình. Có lẽ cả hai bên đều cần phải kiên nhẫn hơn khi lắng nghe chuyện của nhau. Hãy phân tích mọi việc đúng đắn hoặc đứng về phe của người ấy, chứ đừng nên đổ mọi tội lỗi lên đầu đối phương. Tháng này, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng không được yên ấm. Có thể những bất đồng nảy sinh do cách biệt thế hệ gây ra. Đôi bên cần phải kiên nhẫn hơn với đối phương, đồng thời cố tìm cách hiểu được tâm tư, tình cảm của nhau thì gia đình mới mong được hòa thuận. Thứ tư, về sức khỏe. Nhiều vấn đề gặp phải trong cuộc sống và sự nghiệp khiến người tuổi Mùi luôn ở vào trạng thái căng thẳng hoặc buồn bã, thất vọng. Tinh thần không tốt sẽ kéo theo nhiều vấn đề về sức khỏe. Vì thế, trước hết, bạn hãy tập cho mình những điều lạc quan, tích cực hơn để có động lực vượt qua khó khăn. Bên cạnh việc thay đổi suy nghĩ, bạn cũng nhớ chú ý rèn luyện sức khỏe và sinh hoạt điều độ. Bởi chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, bạn mới có đầu óc minh mẫn, có đủ sức để vượt qua sóng gió. Dù có gặp phải thất bại, bạn cũng chớ suy sụp. Bạn cần coi đây là cơ hội để rèn luyện bản thân, học tập được những kinh nghiệm quý báu để không còn vướng phải sai lầm trong tương lai.
Để có thể hóa giải vận hạn, các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Mùi nên dùng vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành hóa khí, đả thông năng lượng, ngưng tụ thiên, địa, nhân khí, giúp hóa sát, cải vận. Sự ngưng tụ khí của tam hợp sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh và vận xui rủi trong tháng. Bên cạnh đó, đem lại tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và còn mang lại quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Hoặc tuổi Mùi cũng được khuyên nên đeo bát bảo tâm kinh trên cổ. Vòng cổ sẽ giúp hóa giải các vận xui và hung tinh trong năm. Đặc biệt, bát bảo tâm kinh sẽ giúp kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài cho người dùng trong năm, giúp năm 2021 không phải lo các vấn đề như thái tuế, thị phi hay tiểu nhân. Công việc của bản mệnh cũng được hanh thông, thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến. Qua kết cấu của bát bảo tâm kinh, bạn có thể thấy được ý nghĩa phong thủy to lớn của vòng cổ. Điển hình có thể kể đến mặt trước của vòng cổ là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú, bát nhã ba la mật đa tâm kinh, kèm theo đó là những chạm khắc tinh tế, hình ảnh đài sen, nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát, mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, bình an, may mắn và cát lành cho bạn. Cuối cùng là phần trên cùng của vật phẩm có một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm được nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để theo dõi những thông tin mới nhất và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào!